Thì Audio xin kính chào quý vị và các bạn yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc. Quý vị thân mến, trở lại với clip hôm nay. Thì Audio làm một clip để test thử chất âm của một cặp loa với model JCS. Đây là cặp loa xịn zin được thiết kế với 3 đường tiếng, sản xuất tại Italy. Đây là hàng xịn của Italy với thể tích của thùng rất vừa vặn và nhìn xinh xắn đẹp đẽ, và được thiết kế với một loa bass 40 và một loa chung 25 kết hợp với một loa chép kèn để đưa ra một chất âm với 3 dải tách bạch khác biệt và trong sáng, để chúng ta vừa nghe nhạc vừa chơi karaoke trong gia đình, vừa chơi những thể nhạc mạnh. Thì đây là những cặp loa mà Tị Audio đã giới thiệu đến quý vị và các bạn những video lần trước, và ở video hôm nay Tị Audio sẽ thực hiện test chất âm để mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe để thưởng thức về chất âm cũng như đánh giá về dòng sản phẩm này. Về mọi nhu cầu về mua sắm, những quý vị nào yêu âm thanh âm nhạc đang tìm kiếm những dòng đậm chất được sản xuất tại đất nước Ý, cũng như đang một cặp loa được đánh giá hàng hiếm trên thị trường Việt Nam, xin hãy liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn chi tiết, hoặc kết bạn Zalo để được cung cấp thêm hình ảnh. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe một trong hai bản nhạc để chúng ta cùng đánh giá về chất âm của dòng sản phẩm này. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, những quý vị nào xem trên kênh YouTube của Tị Audio mà nghe qua những bản nhạc này, cũng như để kiểm tra và đánh giá về chất lượng của những dòng sản phẩm được sản xuất tại Italy, quý vị và các bạn thấy hay xin hãy cho Tị Audio xin một nút like, chia sẻ. Vâng, những quý vị nào có địa chỉ thuộc lân cận với thành phố Hồ Chí Minh, xin hãy bớt chút thời gian đến với cửa hàng của Tị Audio để trải nghiệm thực tế nhiều những model loa khác nhau, để sở hữu cho gia đình mình một trong những cặp loa được đánh giá cao cấp do Mỹ sản xuất, nhiều model khác nhau mà bên cửa hàng của Tị Audio đang có. Và những quý vị nào ở xa, xin hãy liên hệ theo số điện thoại hoặc kết bạn Zalo để được tư vấn chi tiết hơn. Và Tị Audio sẽ ship hàng tận nhà để quý vị và các bạn chúng ta có được những cặp loa chất âm hay để chúng ta chơi với những Tết Nguyên đán của Việt Nam. Đây cũng là những cặp loa hiếm trên thị trường và cũng là một cặp loa đậm chất được sản xuất chính hãng tại Italy. Thank you.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe một bản nhạc có lời. Vâng, chúng ta sẽ nghe một bản nhạc có lời để đánh giá về chất âm của những cặp loa này. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, ở clip vừa rồi thì Audio đã thực hiện test với hai bản nhạc, một bản nhạc có lời và một bản nhạc không lời để gửi tới quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe và đánh giá về dòng sản phẩm này. Và bây giờ thì Audio xin được dừng clip tại đây. Mọi nhu cầu về mua sắm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tây Audio theo số điện thoại đã nói trên. Và cuối clip, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi kênh của Tây Audio. Và bây giờ thì Audio xin được dừng clip tại đây.